Đồng hồ Thành Quyên kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay đang vào buổi tối, chiều tối của ngày 4 tháng 12 năm 2020 dương lịch. Thì cơ sở chúng tôi rất vinh dự được tiếp đón 3 đoàn khách. Một đoàn khách là gia đình chú Tuấn ở Quảng Ninh đấy, đang làm hợp đồng đây. Và phía bên ngoài là 2 đoàn khách ở ngoài Nam Định. Đấy, thì dịp cuối năm này thì rất nhiều khách hàng nó về trực tiếp cơ sở chúng tôi để đặt hàng. Đấy, phía bên ngoài đây. Đấy, khách hàng đang chuẩn bị ký nhận lô hàng đồ thờ, hàng tứ linh. Đấy. Đây là bộ hàng chúng tôi đang hoàn thiện xong của gia đình cô 10. Đấy, đây là 2 đoàn khách ở Nam Định. Rất nhiều khách hàng phải hàng đặt hàng tại cơ sở của tôi. Nâng lên cho cái đầu này vào trước này. Xong rồi đóng cái gói bên kia. Không có. Tôi bây giờ chưa có, tôi để ở ngoài. Đấy, rất vinh dự để tiếp đón 3 đoàn khách tiếp cơ sở của tôi để đặt hàng. Đấy thì mọi thông tin chi tiết khách hàng nào có nhu cầu thì xin hãy liên hệ tới Thành Quyên luôn qua số điện thoại là 0398949884 ở địa chỉ là Ngày Mộc, La Xuyên Vàng, xã Ninh, huyện Yên, tỉnh Nam Định. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi video clip.